Steve Jobs từng nói về Tim Cook. Cuốn tiểu sử Steve Jobs được xuất bản vào ngày 24 tháng 10 năm 2011, 19 ngày sau khi ông qua đời vì bệnh ung thư tuyến tụy ở tuổi 56. Vấn đề được đề cập trong cuộc phỏng vấn của CNBC với Isaac dường như liên quan đến bài báo của The Wall Street Journal mới đây, phản ánh việc phù thủy. Johnny Ive từ bỏ vị trí giám đốc thiết kế tại Apple. Quyết định ra đi của Ive được cho là vì Tim Cook không quan tâm đến thiết kế và phát triển sản phẩm mới. Ive cho biết sẽ rời Apple vào cuối năm nay và mở công ty thiết kế riêng. Đương thời, Steve Jobs là người đặc biệt quan tâm đến thiết kế và phát triển sản phẩm mới tại Apple. Ông thường xuyên bàn việc với Sony về thiết kế sản phẩm. Từ cả những chi tiết nhỏ nhất như cái phích cắm sạc iPhone, cả Tim Cook và Apple đều không đưa ra bình luận gì sau khi CNBC đưa thông tin về cuộc phỏng vấn với Walter Isaacson.